Chào mừng bà con nhân dân đến với kênh chăm sóc sức khỏe cung cấp thảo dược thiên nhiên của công ty Thảo Dược Xanh số 1 Jindu.vn. Từ một loài cây mọc hoang cây thành ngạnh, cây đỏ ngọn, đã trở thành một vị thuốc quý được dùng để làm thuốc giúp cải thiện tuần hoàn não, điều trị sơ vữa động mạch rất hiệu quả. Cây thành ngạnh còn gọi là cây đỏ ngọn, cây mai tiên, Lai Châu. Trong những năm chiến tranh, cây đỏ ngọn thường được bà con đồng bào miền núi Tây Bắc dùng lá cây làm nước uống hàng ngày. Bà con đã dùng cây thuốc này làm thuốc cho thương binh uống giúp thương binh nhanh phục hồi sức khỏe. Mô tả cây, tuy được sử dụng từ lâu, song khá ít người biết về loài cây này. Để bạn đọc nhận diện được loài cây này, sau đây là mô tả hình ảnh của cây đỏ ngọn. Thân cây to có thể cao tới 13 mét, cành cây nhỏ có lông tơ khi còn non, lá cây, hình mát, đầu lá có màu đỏ khi còn non, dài 12-15 cm, rộng 3-5 cm, hoa. Màu trắng hoặc màu hơi tía, mọc thành chùm ở nách lá. Quả thành ngạnh hình trứng nhỏ kích thước 1,5 cm x 0,8 cm, có một hạt kích thước 0,6 cm x 0,3 cm. Khu vực phân bố. Vùng đồng bằng ít gặp cây thuốc này, cây thành ngạnh mọc nhiều ở các tỉnh miền núi, đặc biệt là vùng miền núi phía bắc nước ta như Hòa Bình, Lai Châu, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Sơn La. Bộ phận dùng. Lá, rễ và vỏ cây là những bộ phận được sử dụng làm thuốc từ lâu trong dân gian, thành phần hóa học. Từ nhiều năm trước, cây thành ngạnh hay cây đỏ ngọn đã nhận được sự quan tâm của giới khoa học. Năm 1995, các bác sĩ của Học viện Quân y đã tìm ra hai hoạt chất có trong lá thành ngạnh là tannin và lavonoid. Kết quả nghiên cứu của Học viện Quân y cho thấy lá thành ngạnh có tác dụng chống oxy hóa rất mạnh. Nếu so sánh với các dược liệu có hoạt tính oxy hóa mạnh như chè xanh, xoan trà, ta sẽ thấy tác dụng chống oxy hóa của lá thành ngạnh đứng đầu bảng. Từ kết quả này mà ngày nay cây thành ngạnh còn được ứng dụng làm thuốc giúp bảo vệ tế bào, ngăn ngừa sơ vữa động mạch, tăng cường tuần hoàn não. Mùi vị. Lá có vị nhọt nhẹ, hơi đắng, có chút vị chua và chát. Tính mát, rất dễ uống, có thể dùng như trà hàng ngày. Công dụng của cây thành ngạnh là một vị thuốc được sử dụng từ lâu trong nhân dân, trải qua nhiều công trình nghiên cứu kỹ lưỡng. Ta có thể ứng dụng cây thành ngạnh làm thuốc điều trị một số bệnh sau: tác dụng điều trị sơ vữa động mạch, thiểu năng tuần hoàn não, tác dụng tăng cường trí nhớ, bảo vệ tế bào não, tác dụng tăng cường tiêu hóa, giúp ăn ngon ngủ tốt, tác dụng tăng cường sức khỏe, chống lão hóa, tăng tuổi thọ, tác dụng phòng ngừa ung thư. Đối tượng sử dụng: người lao động trí óc, hoạt động trong môi trường có cường độ làm việc căng thẳng, người già suy giảm trí nhớ, hay quên, người mắc sơ vữa động mạch, người mắc chứng thiểu năng tuần hoàn não, thiếu máu lên não, người tiêu hóa kém, kém ăn, kém ngủ, thiếu máu, người bình thường dùng hàng ngày giúp tăng cường sức khỏe, phòng ung thư, kiện trí nhớ. Phụ nữ sau sinh nên dùng thành ngạnh để sớm phục hồi sức khỏe, người bệnh ung thư nên dùng. Cách dùng, liều dùng. Có thể dùng lá tươi hoặc lá khô đều có tác dụng tốt. Nếu bà con ở xa không có điều kiện dùng lá tươi nên mua sản phẩm đã được phơi khô để hãm trà uống hàng ngày. Liều dùng. Lá khô 30g, lá tươi 60g. Thêm 1 lít nước sôi, ủ trong thời gian khoảng 30 phút là dùng được. Lưu ý, nên thực hiện động tác tráng qua nước sôi một lần trước, mùi vị trà thành ngạnh sẽ thơm ngon hơn. Mua cây thành ngạnh ở đâu? Địa chỉ nào bán cây đỏ ngọn? Sản phẩm cây thành ngạnh, cây đỏ ngọn do Thảo Dược Xanh số 1 Jindu cung cấp được thu hái hoàn toàn từ rừng tự nhiên, sạch, an toàn tuyệt đối để sử dụng làm thuốc. Bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Hiện Thảo Dược Xanh số 1 Jindu chúng tôi có gửi hàng trên toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra hàng mới phải trả tiền. Hãy nhấc máy lên gọi ngay tới số điện thoại 0839363777 để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi xin cảm ơn. Liên hệ ngay với Thảo Dược Xanh số 1 Jindu.vn để được tư vấn tốt nhất. Số điện thoại 0839363777.